cố gắng giúp cho Jimmy làm một vài điều và điều này điều rất là quan trọng là nhớ vào trong cái phần Google hay là trong cái App Store để download cái Google Authenticator tại vì á, có nhiều người đó họ sẽ bị cái problem này nếu mà họ không làm cái công đoạn này họ sẽ gặp ba vấn đề vấn đề thứ nhất họ gặp phải đó đó là khi mà họ chuyển tiền chị Jimmy ơi sao chị chuyển tiền từ crypto app chị chuyển hoài nó không đi vậy nó cứ hỏi chị cái Google Authenticator là cái gì mà sao chị chuyển hoài không được đó tại vì những cái sàn nó có cái sự bảo mật ở đây á, là mỗi lần mà gửi tiền là họ muốn make sure đó là cái tài khoản mình không bị hack và nó phải qua cái bảo mật số 2 đó là Google Authenticator okay? Là những cái password của mình đó Và ví dụ như là nếu mà mình không có cái Google Authenticator này Chuyện gì sẽ xảy ra Khi mình nói thí dụ nha Có một học sinh Ví dụ tuần vừa qua đi Không có cái Google Authenticator Mà chỉ mình nói giả sử nha Nếu mà không có Jimmy đó có thể gần như là mất gần như cả trăm ngàn đô. Tại vì sao? Click lộn cái đường link của những cái người hacker và sau đó lên trên phone cho chuyện hacker chuẩn bị đô phát quốc luôn rồi. Thì nếu mà chị ấy làm cái công đoạn này và có cái Google tên cái này thì không thể nào cái người hacker có thể hack, hack cái tài khoản được dù có phát quốc luôn. Tại vì nó phải qua cái công đoạn để hỏi cái Google tên nữa. Cho nên cái công đoạn này nó sẽ giúp cho mình nó thắt chặt lại cái account của mình. Và trong thời gian vừa qua thí dụ chị mình có nghe nhiều câu chuyện bị mất tiền trong Robin Robinhood. Tại vì sao? Tại vì các bạn không có add cái Google Authenticator trong cái phần Robinhood account. Các bạn không có bỏ cái Google Authenticator ở trong cái phần gọi là crypto app. Các bạn không bỏ cái Google Authenticator trong cái app như là Binance US và các bạn cũng không bỏ cái Google Authenticator trong cái app Coinbase cho nên các bạn dễ bị hack. Okay. Thì bây giờ cách của các bạn làm là như thế nào? Thứ nhất là hồi nãy chị mày nói đó là Google Authenticator, mục đích của Google Authenticator là bảo mật cho mình qua cái layer số 2. Mình cần nó là prevent hacker. Mình vào trong app store để mình download và sau đó khi các bạn đó thường thường khi mà các bạn đăng ký một cái tài khoản nào từ Coinbase hay là từ Binance US hay là từ crypto app đó thì các bạn sẽ có một cái khúc và các bạn scan cái khúc đó hay là các bạn add cái khúc đó hay là copy cái khúc đó và bỏ nó vô trong cái Google Authenticator thì bây giờ chị mình sẽ làm từng phần để cho mọi người hiểu được luôn nha nếu những ai mà đã download những cái app rồi mà chưa có Google Authenticator làm ngay bây giờ luôn cái này là không sớm không muộn gì mình cũng mình cũng phải làm thôi cho nên bây giờ làm ngay bây giờ để biết được luôn nè ok Chìa khóa đầu tiên các bạn vào trong cái phần App Store này, ok, ngay chỗ này nè, App Store, tìm App Store giùm Jimmy, click vào trong đó, và sau đó đó, các bạn thay vào trong đây là Google Authenticator, ok, ngay chỗ này, và sau đó các bạn thấy cái này không, là download cái này giùm cho Jimmy, Google Authenticator, các bạn download xong rồi, thì các bạn sẽ mở cái này ra, ok thì nói chung là Jimmy sẽ có rất là nhiều trong đây các bạn sẽ có cái, cái phần trống thì các bạn sẽ click vào trong đây dùm cho Jimmy thì bây giờ Jimmy sẽ, sẽ giải thích nè là thường thường á cái phần gọi là scan a QR code là các bạn nhớ hồi nãy đó là Jimmy có share cái PowerPoint đó là cái QR code là thường thường là mọi cái sàn á nó cho mình một cái QR code là mình phải click vào trong đây scan a QR code là khi nào mà các bạn thấy một cái sàn nào á nó cho các bạn QR code thì các bạn có thể thôi cái này vô và cái 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 QR code này đó là các bạn scan cái màn hình hoặc là các bạn có thể gọi là enter cái cái setup key là các bạn cái chữ account này đó là các bạn có thể bỏ tên nào cũng được hết. Thí dụ như là sàn Binance thì mình bỏ chữ Binance. Ví dụ như là sàn Coinbase thì mình sẽ bỏ chữ gọi là Coinbase. Còn sàn mà crypto app đó mình mình có cái khúc thì mình sẽ bỏ crypto app. Giả sử như vậy. Và cái key này đó là tùy theo mọi mọi cái sàn là cho mình cái key. Như các bạn nha, nó cho mình cái key. Thì bây giờ các bạn sẽ mường tượng nè, Jimmy sẽ gửi cái key này qua. Là hiện tại đó các bạn thấy không? Là thường thường á là khi mà mình đăng ký một cái sàn đó, thì một lát nữa Chị mình sẽ làm cái phần Coinbase để cho, cho các bạn mường tượng luôn. Nhưng mà các bạn khi mà đăng ký một cái sàn đó, là nó hỏi các bạn trong cái phần setting đó. Nếu mà các bạn nào mà mà, mà đã có cái cái tài khoản crypto app rồi, hay là Coinbase, hay là Binance, thì trong cái phần setting đó nó, nó sẽ có cái phần nó gọi là two two factor. Robin Hood vậy luôn. Thì khi mà các bạn có cái key đó, thì đây là cái key nè. Hoặc là các bạn có thể copy ở dưới đây. Đó, nó đây là cái phần phần đây là cái phần key nè. Ok. Còn đây là cái QR code mình phải cần scan nè. À. Thì chỉ mình phải bỏ cái key vào đúng không? Là chim mình là phải bỏ cái những cái key vào trong đây. Và khi mà chim mình add vào trong đây thì nó sẽ ra. Nó sẽ ra cái, cái phần khúc nếu mà cái key đó đúng. Ok, chim mình sẽ click vào trong đây. Và chỉ mình giả sử nha. Chim mình sẽ scan cái màn hình các bạn thấy không nè. Đó, chim mình sẽ coi ví dụ cái màn hình đi ha. Rồi chim mình sẽ scan cái màn hình này. Thì các bạn thấy không? Chim mình vừa scan cái màn hình xong rồi đó là các bạn sẽ thấy được á là nó ra cái code này. Các bạn thấy không? là nó ra khúc ví dụng đây là cái khúc của Nexo là ví dụ như là Jimmy muốn vào cái app đó và nó hỏi cái security code của Jimmy là gì thì đây là cái security code của Jimmy là cách mỗi 10 giây thì nó sẽ thay đổi thấy okay?